Chào bà con nông dân và các bạn, trên địa bàn xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch đang xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi bởi mạnh dạn dám nghĩ, dám làm và dám đầu tư vào những mô hình lớn. Anh Nguyễn Văn Bình ở thôn Hoàng Chỉ là một trong những nông dân như thế. Khi lập gia đình, anh Bình gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế, chăn nuôi nhỏ lẻ không mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Tích lũy dần kinh nghiệm cùng với việc anh thường xuyên được tập huấn các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, thường xuyên cập nhật kiến thức qua đài, báo, TV. Anh đã tìm được hướng đi phát triển mới cho gia đình mình. Năm 1999, nhận thấy nuôi ong lấy mật, chi phí không lớn lắm, anh đã tỉ mỉ học hỏi kinh nghiệm nuôi ong của các gia đình đi trước, rồi áp dụng vào gia đình mình. Hiện nay, anh đang nuôi 50 đàn ong lấy mật. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn ong của gia đình anh luôn phát triển tốt và cho lượng mật cao. Cùng với nuôi ong, tận dụng vườn rộng, anh vay thêm vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đầu tư hệ thống chuồng trại theo mô hình hiện đại. Từ năm 2002 đến nay, gia đình anh thường xuyên nuôi 20 con lợn nái và 100 con lợn bột. Mỗi một năm, anh xuất bán ra thị trường 3 lứa lợn thịt. Còn đây là ao thả cá của gia đình anh với 2 tạ cá thu hoạch và bán ra thị trường mỗi năm. Ngoài ra anh Bình còn nuôi vịt đẻ vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình vừa để kinh doanh. Với mô hình kinh tế tổng hợp này, gia đình anh Nguyễn Văn Bình thu lãi mỗi năm gần 300 triệu đồng. Cây ớt đang được bà con nông dân xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đưa vào sản xuất. Cây ớt bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Ưu điểm là phù hợp với đồng đất của địa phương, ít sâu bệnh, lại không mất nhiều công chăm sóc. Cây ớt đang giúp nhiều hộ nông dân nơi đây thoát nghèo. Đây là cánh đồng ớt của nông dân xã Thiện Kế. Sau 6 tháng chăm sóc, cây ớt đã cho thu hoạch. Theo bà con nông dân cho biết, đây là loại ớt lai trồng chủ yếu xuất khẩu. Giống ớt này cho thu hoạch thành nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 1 tháng. Sau thời gian đầu thu hoạch, cây ớt đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất trung bình đạt 1,4 đến 1,5 tấn một sào. Với giá bán hiện nay khoảng 15 đến 20 nghìn đồng 1 kg, mỗi sào ớt cũng cho thu lãi gần 10 triệu đồng một vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Ớt là loại cây rất dễ trồng, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc, phù hợp với đồng đất của địa phương, đem lại thu nhập cho bà con nông dân. Những ưu điểm và lợi thế của cây ớt mang lại đã mở ra hướng đi mới cho người dân huyện Bình Xuyên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, bà con nông dân huyện Bình Xuyên sẽ tích cực chuyển dịch, đưa các loại cây trồng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con nông dân trong huyện. Nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân xã Kim Long, huyện Tam Dương đã chuyển sang trồng cây su su và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm su su giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất thì rất cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Mô hình trồng cây su su lấy rau và lấy quả đang giúp cho nhiều hộ nông dân thôn số 8 xã Kim Long thoát nghèo làm giàu. 70% số hộ trong thôn đang trồng su su với diện tích khoảng 30 hectare. Gia đình ông Phan Văn Hào nhiều năm nay đã lấy thu nhập từ trồng su su là nguồn thu nhập chính. Hiện 8 sào su su quả của gia đình đang cho thu hoạch. Chúng tôi cũng trồng lâu năm rồi, rất lâu rồi, chục năm nay rồi. Thì so với các màu mè, so với lúa thì nó hơn hẳn. Mình so các nông sản khác thì nó vẫn có thu nhập cao hơn. Bình quân thì cứ 6-7 triệu một sào, có năm đột xuất được giá thì nó hơn. Nhưng nỗi lo của người dân nơi đây chính là đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay sản phẩm su su sau khi thu hoạch chủ yếu vẫn do người dân tự mang đi bán hoặc bán buôn cho thương lái mang đi các tỉnh thành khác mà chưa có đầu ra ổn định, khiến người dân lo lắng, chưa yên tâm sản xuất. Giá 1 kg quả su su lúc đắt khoảng 8 đến 10 nghìn đồng, lúc rẻ khoảng 5 nghìn đồng. Còn rau su su lúc đắt cũng khoảng 20 nghìn đồng 1 kg, lúc rẻ chỉ từ 3 đến 5 nghìn đồng 1 kg. Năm nay là có cái tình trạng 500 kem một cân su su, kéo gần 2 tháng rồi. Đấy, cho nên là rất mong muốn là chương trình mà giúp đỡ bà con tôi là đều kiếm cái đầu ra cho nó ổn định, là cái mong muốn của bà con tôi nhất. Để người trồng su su yên tâm gắn bó với đồng ruộng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm xây dựng thương hiệu đối với cây su su Vĩnh Phúc, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm su su hiện nay.